Nghe danh anh Nô đã lâu, hôm nay xin thỉnh giáo một số câu hỏi. Ok, cứ tự nhiên. Thứ gì quý nhất của con trai? Viên ngọc trai. Vì sao phụ nữ thích dưa leo? Vì nó có thể dùng để đắp mặt. Cái gì qua tay phụ nữ thì cứng lại? Đồ sơn móng tay. Thứ gì nhấp nháp màu trắng mà phụ nữ rất thích? Sữa chua. Cái gì nằm giữa hai chân cô gái? Tàn chân. Tại sao không nhận phụ nữ vào quân đội? Vì nghe lệnh nằm xuống, họ lập tức nằm người ra. Tại sao gà trống ca hát được suốt đời? Vì nó có rất nhiều vợ mà chẳng có một bà mẹ vợ nào. Thế tại sao gà mái không có vú? Vì gà trống không có tay. Chuột gì đi bằng hai chân? Chuột Mickey. Vịt nào đi bằng hai chân? Con nào không bị què thì đi bằng hai chân. Trò gì càng chơi càng ra nước? Chơi cờ. Tại sao sư tử ăn thịt sống? Vì nó không biết nấu chín. A gọi B bằng chú, B gọi C bằng em, C gọi D bằng bác, D gọi E bằng bố. Hỏi A gọi E bằng gì? Bằng mồm. Điểm khác nhau giữa đàn ông và đàn bà? Đàn bà có thể nhưng không muốn, đàn ông thì ngược lại. Tuần nô thánh quá nguy hiểm, bái phục. Kết quả đại học sao rồi con? Tin vui tin buồn, ba muốn nghe tin nào chứ? Tin vui là gì? Con đậu rồi. Còn tin buồn? Hồi nãy con nói giỡn. Nô ơi nô, nãy mua bánh rán hết 25k, ông chủ bù lại 85k, dư 10k, mừng quá nên tao vắt chân lên cổ, chạy về đây liền. Thế bánh rán đâu? Dạo này tao hay bị nhức đầu, ngủ không được. Tao cũng hay bị nhức đầu lắm, nhưng cứ ôm vợ ngủ là hết ngay. Vậy bây giờ vợ mày có rảnh không? Nô, mày có nhìn thấy Chúa không? Không. Thế mày có sợ thấy Chúa không? Đúng không? Thế tức là không có Chúa. Thế mày nhìn thấy não của mày không? Không. Mày có sờ được não của mày không? Cũng không. Vậy tức là mày không có não. Hôm nay tao lại nhà sư ra mắt. Nếu tao có nói gì thì mày phải nói lại là: bác ơi, anh ấy khiêm tốn đó, rõ chưa mập? Rồi rồi. Chào mừng con đến với gia đình bác. Con có nghề nghiệp gì không? Dạ, con làm nhân viên công ty xuất nhập khẩu ạ. Bác ơi, anh ấy khiêm tốn đó. Anh ấy là tổng giám đốc một công ty xuất nhập khẩu lớn. Wow, thế con còn làm nghề gì nữa không? Dạ, con là ca sĩ mới vào nghề ạ. Nó khiêm tốn đó bác ơi. Nô là ca sĩ dự bị, kim luôn quản lý nhóm nhạc thần tượng HAT. Em ập. Con bị cảm à? Dạ không, con chỉ bị sổ mũi tí thôi ạ. Nó khiêm tốn đó bác ơi. Nô nói bị viêm gan B và ho lao giai đoạn cuối rồi. Hả? Thật vậy không? Bác sĩ ơi, vợ con em thế nào ạ? Con anh sinh non, mới 35 tuần. Chết thật. Anh cứ bình tĩnh,
Hồi xưa mẹ tôi cũng sinh non đây này. Tội nghiệp thế, rồi có nuôi được không ạ? Alo, anh nghe này em yêu. Em sắp đi du học 6 năm, để anh một mình em lo lắm. Anh cũng sẽ nhớ em lắm, nhưng biết làm sao đây. Em lo anh sẽ có người khác, nên đã kể chuyện chúng ta xxx cho bố. Bố em sẽ kiện anh. Trong tù anh sẽ không tán gái được, cho nên ráng mà đợi em về nhé. Cuộc sống có giống cuộc đời? Các em trả lời ngắn gọn xem. Cuộc sống không giống cuộc đời, vì cuộc đời nó tơi bời hơn cuộc sống. Lúc nãy có nguyên con chuột chui vào bụng tao. Vậy sao không đi khám bác sĩ? Nhanh đi. Không sao đâu, tao uống luôn thuốc chuột rồi. Suka à, làm bạn gái tớ nhé. Xin lỗi cậu, tớ có bạn trai rồi. Sau khi Su chia tay, cậu làm bạn gái tớ nhé. Chúng ta cần có thời gian. Một thời gian sau, cậu làm bạn gái tớ nhé. Nhưng tớ đã có bạn trai mới rồi. Trong cuộc sống, nếu có ai chửi bạn ngu thì bạn đừng tức giận, bởi vì bạn ngu thì nó mới chửi. Yêu là đeo gông vào cổ, là làm khổ bản thân, là hao cân sút thịt, là mù tịt tương lai, là ngày dài trông ngóng, là tê cóng con tim, là cuốn phim bất hạnh, là cảm lạnh giữa hè, là đè nát tâm hồn, là máu dồn lên áo, là bão táp mưa xa, là đô la tổn thất, là mất hết tất cả. Giữ thằng nhóc này mệt quá. 11 giờ khuya rồi, ai mà điện thoại giờ này vậy chứ? Alo, no, Pokemon Go, I'm Doraemon đây. Xin lỗi, tôi sẽ tìm cách ạ. Hàng xóm than phiền vì thằng cu khóc quá to, họ không ngủ được. Thôi, để tớ hát cho nó ngủ vậy. Nhìn tiền trong ví, từng ngày tháng sau cứ mãi vơi dần đi. Tiền về nơi đâu, không ăn chơi nhưng sao chẳng đủ xài. Tiền nhà điện nước, cứ mỗi tháng vẫn cứ mãi tăng đều lên. Tiền lương vẫn thế, đang làm thuê nên đâu có được nhiều. Sáng sớm đi làm đêm khuya mới về, chỉ biết lên giường nằm. Phía trước bây giờ ta đã xác định là sẽ FA dài. Đêm qua mơ cười được chân dài, bước mình ngắm môi rớt trên vai. Thế cả bây giờ đây. Alo, tôi nghe đây ạ. Sao, để thằng nhóc khóc cũng được ạ. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối vì những lúc thấy em ăn hàng. Em ăn hết cánh cua, quay sang ăn
bún bò, còn mì tôm em cũng đắp luôn. Người ta lương cao, còn anh đấy lương quá thấp, mà anh cũng đã cháo em rồi. Em ăn hàng thấy ghê, cho lòng tái tê. Cuộc tình này dài lâu, thì thôi, tiền anh bay hết. Mm-hmm.